Kính thưa anh chị em, đồng hồ bây giờ 11 giờ rồi. Có mệt chưa? Vừa mệt, vừa nóng, vừa đói. Trên giờ này dễ ngủ lắm đấy. Dù vậy thì chúng ta cũng dừng lại ít phút để chúng ta suy gẫm lời Chúa. Các bài đọc lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, đó là các bài đọc của ngày thứ 6 tuần 14 hôm nay. Dựa vào các bài đọc lời Chúa, chúng ta cũng có thể rút tỉa được vài điều để suy gẫm. Nó rất phù hợp cho những ngày chúng ta thường huấn để bắt đầu thi hành cái nhiệm vụ trong các cái hội đồng mục vụ của các giáo xứ trong nhiệm kỳ mới. Thứ nhất, chúng ta thi hành cái sứ vụ của chúng ta trong giáo xứ, trong các giáo họ, trong các đoàn thể. Nhưng mà cái câu hỏi đầu tiên chúng ta phải đặt ra là cái động lực nào thúc đẩy chúng ta? Chúng ta nhắm cái gì? Cái gì thúc đẩy chúng ta để anh chị em đứng ra gánh vác trách nhiệm trong giáo xứ, trong cộng đoàn của chúng ta? Bài phúc âm trả lời cho chúng ta, đó là để chúng ta làm chứng cho Chúa. Bài tin mừng nói về một cái hoàn cảnh đặc thù, đó là các môn đệ sẽ chịu bắt bớ, bách hại, gặp khó khăn, là để làm chứng cho Chúa. Nhưng mà chúng ta làm chứng cho Chúa không phải chỉ là trong những cái thời điểm đặc biệt đó, mà làm chứng cho Chúa qua cái đời sống của giáo hội, qua các công việc của anh chị em trong cộng đoàn giáo xứ. Chính Chúa Giêsu trước khi lên trời thì Chúa đã căn dặn các môn đệ và căn dặn chúng ta nữa: anh em hãy làm chứng về Thầy, làm chứng về Thầy trên khắp thế gian này, từ đất nước Do Thái rồi sang các nước khác rồi cho tới Việt Nam, trong cái giáo hạt Tân Sơn Nhì này, anh em làm chứng về Thầy. Làm chứng về Chúa thì không phải chỉ khi nào bị bắt bớ ra tòa, bị bách hại thì mới là làm chứng, nhưng mà làm chứng cho Chúa trong cái công việc, trong cái sứ vụ của anh chị em, trong cái vai trò của mình là hội đồng mục vụ, mình làm chứng cho Chúa. Và đó là cái động lực sâu xa nhất. Tức là mình làm là mình muốn làm sáng danh Chúa, mình muốn cộng tác cái phần của mình vào trong cái sứ vụ phúc âm hóa thế giới này. Nói thì có vẻ lý thuyết vậy đấy, nhưng mà thực tế là chúng ta thấy có nhiều khi chúng ta làm việc không phải để làm chứng cho Chúa đâu, mà là vì mình, vì để cho mình được nổi danh. Nhiều khi có tiền rồi, có địa vị ngoài xã hội rồi, cũng muốn có tí chức ở trong các giáo xứ. Không nhiều đâu, nhưng mà thỉnh thoảng cũng vẫn có đấy. Làm việc vì mình thôi. Lẽ dĩ nhiên là cái lợi vật chất thì cũng chẳng có đâu, nhưng mà đôi khi thì cũng có những nơi này nơi kia, thì cũng trong các cái công trình xây dựng các giáo xứ thì cũng chấm mút một tí hai hóa đơn, ví dụ thế, nó có đấy. Cái động lực là vì mình chứ không phải vì sáng danh Chúa, vì để làm chứng cho Chúa. Cái động cơ thúc đẩy chúng ta, tôi tin rằng anh chị em ở đây làm việc là không phải là vì ham hố gì đâu. Có nhiều sứ giờ mời gọi ra làm việc khó lắm, ai cũng cảm thấy bận rộn cả, ngại lắm. Ngày xưa thì còn có tí danh vọng, chứ bây giờ xem ra mệt mỏi lắm, chẳng ai ham gì hết. Nhưng mà dù vậy chúng ta cũng được thúc đẩy để làm chứng cho Chúa. Luôn luôn chúng ta nhớ là cái mục tiêu của mình, đó là làm chứng cho Chúa. Để làm gì? Để chúng ta vững vàng trong cái con đường mình đi. Làm việc là phải biết là mình làm để làm cái gì. Không phải vì mình, không phải vì ai hết, cũng không phải vì tiền bạc, mà để sáng danh Chúa, làm chứng cho Chúa. Làm chứng cho Chúa qua cái hoạt động của mình. Rồi điều thứ hai, chúng ta làm chứng theo cái đường lối nào, theo cái cách nào, theo cái con đường nào?
Nhiều người cũng nghĩ làm chứng cho Chúa, nhưng mà theo cái cách của mình nghĩ ra, theo cái cảm tính của mình, theo cái tính toán của mình, thì cũng không phải là làm chứng cho Chúa. Chúng ta chỉ làm chứng cho Chúa khi đi theo con đường của Chúa. Con đường của Chúa là gì? Bài đọc thứ nhất, bài đọc thứ hai nói với chúng ta rằng chúng ta phải đi theo đường lối của Chúa. Bài đọc thứ nhất trước trong sách Tiên tri Ô-sê đã có thời đó, dân Do Thái để muốn thoát khỏi cái cảnh bị áp bức đó, thì chạy theo các quyền lực thế gian, chạy theo Assyri, quân đội Assyri hùng mạnh, cậy dựa vào đó để bảo vệ sự tự do của mình, không cậy trông vào Chúa nữa mà cậy trông vào cái quyền lực của thế gian. Thì đấy không phải là đường lối của Chúa. Muốn có một đất nước yên hàn, muốn để tự do, để yên ổn sống đạo thì lại chạy theo quân đội Assyri. Đó là chạy theo thế gian chứ không phải là theo đường lối của Chúa. Cho nên trong bài phúc âm, Chúa Giêsu nói với chúng ta là ngay cả trong cái tình huống khó khăn, anh em hãy cậy dựa vào Chúa. Chính Chúa Thánh Thần sẽ nói trong anh em, sẽ làm việc ở trong anh em. Và bởi vậy thì cái đường lối của Chúa là gì? Trước hết là tinh thần siêu nhiên, tinh thần cầu nguyện. Chúng ta bám vào Chúa, chúng ta cậy dựa vào Chúa. Anh chị em chắc chắn cảm thấy rằng mình ra làm việc mà mình cảm thấy mình còn thiếu sót nhiều lắm, có phải vậy không? Ngay cả chúng tôi là khi làm linh mục cũng cảm thấy mình thiếu sót. Anh chị em được bầu ra vậy cũng cảm thấy mình đúng thật. Từ xưa nay mình đâu có nghĩ là mình được bầu ra đâu. Cảm thấy là con không có tài ăn nói, con không có khả năng, con không bận rộn vân vân. Không sao hết. Anh chị em hãy cầu nguyện với Chúa. Sức mạnh của chúng ta là ở nơi Chúa. Sự khôn ngoan của chúng ta cũng là ở nơi Chúa. Anh em hãy khôn ngoan như con rắn, đơn sơ chim bồ câu. Điều ấy chúng ta cậy dựa vào Chúa. Nói một cách cụ thể là các quý vị đứng ra để hoạt động trong các hội đồng mục vụ thì phải có tinh thần đạo đức, siêng năng cầu nguyện, siêng năng tham dự thánh lễ. Chúng ta tham dự thánh lễ để chúng ta kiến múc sức mạnh từ nơi Chúa. Một người đứng ra làm việc mà chỉ để ý tới công việc thôi, mà không lo cầu nguyện, không lo gắn bó với Chúa, thì chúng ta dễ bị trạch đường lắm. Và cái điều này thực tế cho thấy là có nhiều khi chúng ta quên cầu nguyện đấy. Chúng ta thúc đẩy người khác cầu nguyện thôi. Ngay cả khi tham dự thánh lễ đấy, nhiều khi các ông trương, ông chùm, chủ tịch, các thứ còn đang luẩn quẩn ngoài sân này, đang giữ trật tự đấy, mà cuối cùng là sau một buổi lễ có khi chính chúng ta là không được cái gì hết. Và thực tế đúng không? Chúng ta làm cái công việc khác thôi. Cái tinh thần cầu nguyện, cái sự sốt sắng, cái tinh thần đức tin của chúng ta nó thiếu. Làm việc theo con đường của Chúa là phải biết cầu nguyện, cậy dựa vào Chúa. Đừng có nghĩ rằng tôi quen các vị có chức có quyền, đừng nghĩ rằng tôi bỏ tiền ra tôi lo là được hết. Không có đâu. Tiền bạc chức quyền không giúp ích gì cho chúng ta đâu. Chỉ có khi nào chúng ta biết cậy dựa vào Chúa, Chúa là sức mạnh và sự khôn ngoan của chúng ta. Điều thứ hai, làm việc theo tinh thần của Chúa, theo đường lối của Chúa là gì? Là cái con đường của sự khiêm tốn. Và từ chỗ khiêm tốn, chúng ta biết cộng tác với nhau, chúng ta hiệp thông với nhau. Khiêm tốn được biểu lộ qua cái sự phục vụ, tinh thần phục vụ. Anh chị em thấy giáo hội này của Chúa mà. Mà Chúa phục vụ làm sao? Chúa phục vụ bằng cách ấy, là Chúa hạ mình xuống. Chúa bảo ta là thầy, là Chúa của các con. Chúng ta quỳ xuống này, rửa chân cho các con này. Các tông đồ ngày xưa đi theo Chúa có nghĩ rằng mình là sẽ làm lớn lắm. Mình sẽ là bên tả, bên hữu Chúa. Cho nên cãi nhau hoài thôi. Anh chị em thấy không? Trong phúc âm, các tông đồ cãi nhau hoài, tranh chấp chỗ nhất chỗ nhì, không quen làm việc chung với nhau đâu. Thậm chí là trong đêm thứ năm tuần thánh,
thầy sắp sửa chết rồi còn đang là cãi nhau xem ai làm lớn. Đúng không? Nhưng mà Chúa nói hoài không nghe, không hiểu. Rồi ngay trong đêm thứ năm tuần thánh ấy, thấy các tông đồ tranh coi là ai làm lớn, làm Chúa nói không hiểu. Chúa quỳ xuống một rửa chân cho các môn đệ. Các môn đệ tắt đài luôn. Cãi đi. Thầy này là thầy này là Chúa này. Quỳ xuống rửa chân cho anh em này. Cãi tiếp đi. Thưa anh chị em, làm việc theo đường lối của Chúa là cái tinh thần khiêm tốn, sự phục vụ. Mà khi chúng ta có sự khiêm tốn, phục vụ như thế thì chúng ta mới có thể mở lòng ra để cộng tác với nhau. Và đây là cái bài học chúng ta phải học mãi trong suốt nhiệm kỳ của chúng ta. Nếu chúng ta không có sự phục vụ, tinh thần khiêm tốn như thế thì các cái cộng đoàn của chúng ta khó tìm được cái sức mạnh. Mà không tìm được sức mạnh bởi vì không hiệp thông với nhau được. Kính thưa anh chị em, chắc là từ sáng đến giờ anh chị em học hỏi nhiều rồi. Trong cái giây phút này tôi chỉ xin vắn tắt mấy điều quan trọng như thế. Trước lễ tôi cũng nói về sự hiệp thông, sự cộng tác rồi. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta, soi sáng chúng ta sự khôn ngoan, để chúng ta biết cách xây dựng giáo hội, biết cách phúc âm hóa, biết cách làm chứng cho Chúa trong cái vai trò, trong cái sứ vụ mà Chúa đã trao phó cho anh chị em, giáo hội, giáo xứ đã trao phó cho anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho nhiệm kỳ của anh chị em gặt hái được nhiều hoa trái. Mà muốn có hoa trái thì gắn bó với Chúa. Amen.